Xin chào các bạn nhá. Mấy hôm nay đại dịch virus corona đã bùng phát nên là cái giá khẩu trang này và nước vệ sinh chân tay nó tăng khủng khiếp luôn. Các bạn thấy là hôm nay tôi cũng phải sử dụng một cái khẩu trang để nói chuyện với các bạn. Tuy nhiên thì xét dưới một cái góc độ kinh tế ấy, cái việc mà tăng giá khẩu trang lên kinh khủng trong những ngày vừa qua ấy, thì tất nhiên đây là một cái quy luật khách quan. Vì khi mà nhu cầu nó tăng lên ấy, thì tất nhiên là giá sẽ phải tăng lên tương ứng. Và những người kinh doanh ấy, họ tận dụng cái cơ hội này để kiếm tiền là điều tất yếu, chúng ta không phải bàn, đúng không ạ? Nhưng mà xét dưới góc độ đạo đức xã hội, đạo đức kinh doanh, thì cái việc mà trục lợi trên nỗi sợ hãi của cả xã hội là một hành vi mà cá nhân tôi là không thể chấp nhận được. Tuy nhiên này, các bạn biết mà, xã hội mà, kinh doanh mà. Vậy thì hãy để mọi cái ở một bên đi. Thì trong cái video clip này ấy, tôi muốn chia sẻ với các bạn cái cách thức để chúng ta đeo khẩu trang này một cách đúng nhất để phòng ngừa cái dịch corona. Ok chưa? Thôi bây giờ thì tôi xin phép được bỏ khẩu trang ra nhé. Vì cái việc mà đeo khẩu trang nói chuyện với các bạn này nó cũng không hay lắm. Và chắc chắn là nó cũng không lây được corona qua các bạn qua cái video clip này đâu, đúng không ạ? Thì các bạn biết đấy, dùng khẩu trang ấy, khi mà dịch corona bùng phát này đấy, thì giá khẩu trang nó tăng lên kinh khủng và mọi người bắt đầu quan tâm đến cái việc là đeo khẩu trang. Bình thường ấy thì chúng ta thấy là các bạn cần chú ý cho tôi ba điều này để các bạn tránh nhầm lẫn này. Thứ nhất là dùng khẩu trang đúng cách ấy chỉ có tác dụng ngừa lây nhiễm khuẩn khoảng 10% thôi. Các bạn nhớ chỉ có 10% thôi. Nếu các bạn dùng sai cách, tức là các bạn đeo khẩu trang sai cách ấy, thì không có nghĩa lý gì cả, đúng không ạ? Không có giá trị gì cả. Đấy là điều thứ nhất các bạn nhớ nhé. Các bạn đeo khẩu trang đúng cách thì chỉ có thể có tác dụng ngừa lây nhiễm khoảng 10% thôi. Cái thứ hai là các bạn chỉ cần rửa tay bằng cồn có nồng độ khoảng 60-75% hoặc xà phòng thông thường trong vòng 20 giây là đủ sạch rồi. Các bạn nhớ nhé, 20 giây là đủ sạch nếu các bạn dùng xà phòng thông thường. 3 là nếu các bạn đeo khẩu trang đúng cách kết hợp với việc rửa tay sạch sẽ thì các bạn đã tăng được cái tỷ lệ ngừa lây nhiễm lên khoảng 30%. Ok chưa? 30%. Thì đấy là 3 điều mà các bạn cần phải lưu ý. Các bạn tránh bị nhầm lẫn nhé, tránh bị những cái thông tin nó thổi phồng lên. Vậy thì đeo khẩu trang như thế nào để là đúng cách? Thì các bạn nhớ là khẩu trang phải che kín mũi hoặc là kín miệng. Giống như tôi đây, các bạn nhớ nhé, các bạn đeo này, đeo này, đấy, khẩu trang phải kín mũi này và kín miệng, kín mũi kín miệng. Ở trên này nó có một cái khung sắt thì các bạn bóp chặt vào đây để cho nó thành hình khuôn với cái mũi này, nó bịt chặt mũi này, đấy. Khi đeo ấy thì các bạn nhớ tuyệt đối không sờ tay vào, và khẩu trang này chỉ sử dụng một lần thôi nhá. Sau đó thì các bạn hãy vứt vào thùng rác có nắp đậy. Thường ấy thì khẩu trang y tế bằng vải không dệt thông thường thì sẽ có 3 lớp với các cái công dụng khác nhau. Lớp ngoài cùng ấy thì có đặc tính là chống thấm nước này, giúp ngăn cản hiệu quả các cái hạt chất lỏng văng ra khi mà chúng ta hắt xì hơi này, ho này hoặc là thở mạnh. Thì thông thường ấy, mặt ngoài sẽ có màu xanh nhạt để dễ phân biệt. Nhớ nhá, màu xanh nhạt để dễ phân biệt. Và đeo khẩu trang đúng là để lớp màu xanh này quay ra ngoài như này này. Lớp trong ấy luôn có màu trắng này. Đấy, để dễ phân biệt với lớp ngoài. Và mặt vải phải quay vào trong, sát với da mặt nên phải tinh khiết và mịn màng, không sơ sợi, không sủi lông và gây khó chịu. Ngoài ra thì cái lớp này ấy, nó có tính thấm nước nhằm hút mồ hôi, tạo sự thoải mái khi mà người dùng. Ghê chưa? Cái lớp màu trắng bên trong này. Tiếp theo là cái lớp giữa. Lớp giữa thì có tác dụng ngăn các cái hạt dịch văng bắn vào. Và phải được lọc được, và nó lọc được bụi này và vi khuẩn. Và đây chính là cái lớp quyết định chất lượng của khẩu trang. Và trên thị trường bây giờ thì không phải là khẩu trang nào cũng chuẩn đâu ạ. Đấy, thì cái lớp thứ ba này là cái lớp mà quyết định chất lượng khẩu trang. Cái lớp lọc đúng chuẩn này phải để không khí dễ dàng đi qua này, tạo cái sự
thoáng khí cho người dùng, nhưng phải có cái kết cấu đủ để lọc được các hạt bụi này, lọc được vi khuẩn này, có cái kích thước cực kỳ nhỏ. Vậy thì dùng khẩu trang y tế đúng cách ấy, sẽ ngăn chặn được các cái giọt nước bọt lớn chứa các cái virus văng ra từ người khác, từ người bệnh qua việc hắt xì hơi này, hoặc là ho này, hoặc là thở mạnh này. Đây là cái việc mà cái lớp ở giữa ấy, nó sẽ ngăn chặn cái virus rất hiệu quả. Vậy thì sử dụng khẩu trang y tế đúng cách ấy, là chỉ sử dụng một lần thôi nhá, rồi vứt vào thùng rác an toàn, có nắp đậy. Các bạn nhớ là không tái sử dụng khẩu trang dùng một lần. Và khi đeo khẩu trang ấy, phải để mặt xanh quay ra ngoài, do mặt xanh có tính chống nước, có các cái giọt nước bọt đớn bắn vào sẽ không thấm vào bên trong. Mặt màu trắng này có tính hút ẩm nên quay vào bên trong để cái hơi thở thoát ra và thấm vào khẩu trang, các bạn nhớ nhá. Khẩu trang thì phải che kín cả mũi lẫn miệng, kín này, kín cả mũi lẫn miệng này. Và khi mang khẩu trang ấy, thì các bạn nhớ nhá, không được sờ tay vào. Vì động tác sờ tay ấy, thậm chí là chỉnh khẩu trang sẽ vô tình làm cho bàn tay các bạn lây nhiễm cái virus. Đấy thì các bạn không sờ vào nhá, hạn chế sờ vào, các bạn chỉ dùng như này thôi. Các bạn đeo vào. Các bạn đeo vào. Đấy. Vì khi mà sờ tay vào ấy thì vô tình làm cho cái bàn tay lây nhiễm virus và các cái tác nhân gây bệnh khác, sau đó thì truyền lại cho chính mình và những người xung quanh. Và khi tháo khẩu trang, các bạn chỉ được cầm vào dây này, dây đeo qua này, qua tay này, tháo ra và cho vào thùng rác an toàn. Tuyệt đối không cầm tay vào khẩu trang để tháo ra. Việc cái thói quen mà các bạn lấy tay chạm vào khẩu trang ấy sẽ gây ra, hoặc là các bạn cầm khẩu trang này, các bạn vo khẩu trang này, các bạn vứt đi này, thì nó sẽ gây ra lây nhiễm virus và các cái tác nhân gây bệnh khác cho cái bàn tay của các bạn. Vậy thì sau đó thì các bạn cần phải rửa tay với xà phòng và nước sạch ngay khi vứt bỏ khẩu trang. Đấy, thì đấy là cái cách thức mà các bạn cần phải sử dụng khẩu trang đúng cách trong cái dịp mà đại dịch corona đang bùng phát như này. Thì chúc các bạn có được cái sức khỏe để chống chọi được với cái dịch bệnh đang lây lan này. Ngoài ra thì tôi cũng lên án kịch liệt những bạn mà gọi là gian thương bán hàng vô tâm khi mà tăng giá khẩu trang lên một cách quá đáng như vậy, ok chưa? Tuy nhiên đấy là ý kiến cá nhân của tôi thôi. Đấy, đến đây thì video clip của tôi đã kết thúc. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn và sức khỏe để chúng ta có thể chống chọi vượt qua được cái đại dịch của corona này, ok chưa? Các bạn nhớ chia sẻ video clip của tôi nhé, và đăng ký kênh này, chia sẻ này, và hãy like cái video clip của tôi. Hẹn gặp lại các bạn và chào các bạn nha.